Ok. Ở đây đây là đoạn scripts của cái audio mà em vừa được nghe ham. Giờ chị muốn em luyện đọc cái đoạn này. Và giờ đấy thì chị sẽ chỉnh sửa pronunciation cho em ha. Em nhìn được screen đó. I don't know what I would do without my friends' advice. They've all given me so much good advice over the years. It's sometimes very difficult to make decisions on your own. Listen to advice can be great for helping you make the right decision. The greatest piece of advice I've received was from my father. He told me I can do anything in life if you try hard. He would write, I am now passing on his advice to my own children. Right now, I need some advice or money. My financial advisors are telling me to be very careful. That's very sound advice. I would advise anyone to do the same. Someone asked me the other day about the worst piece advice I've ever had. I couldn't answer. I don't think I've had any really bad advice. Okay, very good. Rồi, chị pronunciation của mình nói chung là ổn. Okay, chị sẽ sửa cho em một vài từ mà em đọc sai nhá, có một vài những cái âm cuối mà chúng ta hay quên á, ví dụ như là từ advice. Yes. Yes. Okay. Can you say it again, advice? Advice. Over the years, mình đọc rõ đây nhá. The years. Over the years. Chỗ đấy hơi bị lẫn đúng không? Bị kiểu bị níu lưỡi ấy, the years. Okay. Tiếp theo này. It's sometimes. Not sometime, sometimes. It's sometimes. Chị dạy em cái cách đọc từ time đúng nhá. Nó không phải là time, mà em tưởng tượng nó có chữ y ở giữa ấy. Em đọc từ tie đi, tie. Tie, time. Im, em đọc theo chị đã, tie. Tie. Rồi, im, 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 im. Im. Đúng, time. 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 Chúng ta nhớ là có chữ y ở giữa ấy, thì nó sẽ thành hai phần, một phần là time, một phần là in. Sau đấy em ghép lại thì nó sẽ rõ ra hơn, time. Đó, rồi ok. Tiếp theo này, anything, âm lưỡi của em vẫn còn hơi có vấn đề á. Thing, anything. Anything. Đó, chúng ta đưa lưỡi ra nhá. Một từ nữa này, đó là từ financial advisors. Đó, mình sẽ đọc là advisors. Advisors. Very good. Ban đầu mình đọc là vua đúng không? Vua. Đó, nó sẽ là advisors. Một từ cuối này, em đọc từ đồng nghĩa. Nó đồng nghĩa. Đây, advise anyone to do the. Mình đọc lại cụm này cho chị nhé. Advise anyone to do the same. Đó, tương tự giống từ time nhé. Mình đọc là time, cái này cũng thế, same, chúng ta sẽ không đọc là same đâu, chúng ta sẽ có chữ y ở giữa, thì chúng ta sẽ có hai phần, một cái là say, một cái là im. Same, same. Mình đọc là e nhá, same, same, same. Yes, very good. Đó rồi, nhớ như cái âm đấy cho chị nhá, về nhà luyện thêm thì mình mới thành thói quen được. Nếu không phải là time mà là time, không phải là same mà là same. Alright. Okay. Very good. Rồi, chúng ta sẽ đi qua một vài những cái một cái phrase quan trọng trong cái bài này nhá, mà mình có thể học thêm những cái phrase này, nó rất là hay. Đầu tiên này, make decisions on your own nghĩa là gì nhỉ? Em có hiểu cụm này không?
Ý là đưa ra cái gì? Make decisions là đưa ra quyết định. Đó, make decisions. Chúng ta có từ decide đó là động từ là quyết định đúng không? Thì mình sẽ có make decisions là cụm từ quyết định. Và on your own nghĩa là gì nhỉ? Nó sẽ bằng by yourself, là bằng chính năng lực của mình, chính tự bản thân mình. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cụm make decisions on your own, tự mình quyết định một cái gì đó. Đấy. Can you make a sentence for me? Lisa đặt đặt cho chị một câu thử Đọc một câu ạ. nhé. Với cụm này. Cả cụm luôn hay là thay Em có thể linh hoạt theo ý mà em muốn, hoặc là tôi luôn quyết định, tự quyết định những cái vấn đề trong cuộc sống bằng bản thân tôi chẳng hạn. I am always decision in my life. Chúng ta nhớ là có từ gì trước decisions nhỉ? I always động từ gì? Always, Đúng không? I always make decision in my On. life. On my own. Yes. Okay, very good. Đó, thì nếu mà chuyển thành he thì sao? He always make decision on On his own nhá. On his own. his His own. Ok. Rồi. Tiếp theo này chúng ta có cụm listening to advice. Nghĩa là gì Nghe lời khuyên ai? nhỉ? Nghe lời khuyên. Mà tại sao ở đây chúng ta người ta thêm in, em có hiểu không? Động từ đứng đầu. Đúng rồi. Còn lại cái cụm của nó phải là listen to advice nhá. Còn đây thêm in là do động từ đứng đầu. Ok. Cái này thì dễ rồi đúng không? Nghe theo lời khuyên này. Tiếp theo là make the right decision. Nghĩa là gì? Đưa ra lời khuyên đúng đắn. Chúng ta nhớ nhá, lời khuyên là advice, còn decision là gì? Decision là quyết định ha. À, đưa ra quyết định Wow, quyết định nhá, không phải là lời khuyên nhá. Rồi. Tiếp theo này, passing on his advice to my own children nghĩa là gì? đúng Em biết từ pass không? Pass. Hát là Pass em là pass nghĩa là vượt đúng không? Vượt nó cũng có nghĩa là em vượt ai đó thì em là đi đi ra đằng sau nó hay là đằng trước nó. đi trước Đi trước đúng không? Tức là em đi qua nó đúng không? à, tôi đã có một Cái này vài có lời nghĩa là truyền lại nhá. Pass on mình có một cụm rất là hay, đó là truyền lại cái gì đó. Đây chị sẽ ghi vào phần chat cho em để em có thể catch up được những gì chị nói nhé. Pass on là truyền lại thì mình sẽ có cụm là pass on cái gì đó to ai đó. Là truyền lại cái gì cho ai. Được chưa? Thì ở đây người ta nói là pass on his advice to my own children. Cái này người ta ghi nhầm nhá. Tại sao lại truyền truyền lời khuyên của anh ý cho con của tôi? Nghe buồn cười nhỉ? Đáng nhẽ phải là pass on his advice to his own children đúng không? Rồi. Mà em hiểu cái cụm này rồi đúng không? Chúng ta sẽ dùng với on và to, truyền cái gì lại cho ai. Alright, Lisa đặt cho chị một cụm nhá, một một câu với cái cụm này nhá. I am pass on my advice to My sister. Rồi. Ok. Cái câu em vừa nói á, chị ghi vào trong chat, phần chat á, em tự sửa lại cho chị nhá. Em có nhận ra phần nào sai không? I am pass on my advice to my pass on. Tôi là truyền cái lời khuyên của tôi. Khi nào thì chúng ta dùng em? Ở đây chúng ta sai Passing. rồi. Yes, passing chỗ là chúng ta đang truyền lại đúng không? Còn nếu mà bình thường mà dùng từ pass thôi thì chúng ta không có em nhá. Còn câu này chúng ta sửa lại là I am passing, right? Can you say it again? Can you say it again?
I am passing on my advice to my sister. Yes, very good. Okay, cụm tiếp theo của chúng ta này có này. Give advice to somebody. Nghĩa là gì nhỉ? Đưa lời khuyên cho một ai. Ừ, giống như cái câu trên rồi đúng không? I give my advice to my sister, right? Đưa lời khuyên cho ai đó. Rồi, tiếp theo này. Ask somebody for advice. Cũng đơn giản rồi đúng không? Đó là hỏi ai đó cho lời khuyên. Được chưa? Bạn nhớ là chúng ta dùng từ for nhá. Ví dụ như là tôi hỏi cô giáo tôi cho một lời khuyên. Thì chúng ta sẽ đặt như thế nào nhỉ? I asked my teacher for advice. Yes, okay. Rồi, và tôi nghe theo lời khuyên của cô giáo tôi thì chúng ta sẽ dùng từ follow. Yes. Em nói lại câu đấy giúp chị nhá. I am follow advice my teacher. Nhớ này, có phải là em follow không? Hay là gì nhỉ? Cái gì mà lỗi follow. Gì mà following nhá, em... nhớ nhá. Ừ. À, nhớ có một cái mà chị hay nói với mọi người trong câu đó, không bao giờ động từ to be và động từ xuất hiện cùng nhau, không bao giờ có câu đấy luôn, không bao giờ một câu có to be và động từ luôn, đã có to be thì động từ phải thì mình. Right, I am following my teacher's advice. Tiếp nào, câu cuối nhá, chúng ta cuối cùng là advise somebody to do something, là khuyên ai đó làm gì. Rồi, cô giáo khuyên tôi học chăm thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? My teacher advised me to start working. Ừ, chúng ta sẽ dùng to study hard. Study hard. Ừ, hard working là gì em biết không? Chăm chỉ. Ừ, hard working là đúng rồi, là chăm chỉ, nhưng mà nó là tính từ nhá. Nếu mà dùng từ hard, nếu mà chúng ta vẫn muốn dùng từ hard working thì mình sẽ nói như thế nào? My teacher advises me to, em biết không? Study. Study hard rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn dùng từ hardworking cơ, ví dụ như là cô giáo khuyên tôi nên chăm chỉ, cô giáo khuyên tôi chăm chỉ, thì chăm chỉ ở đây là to be đúng không? Thì mình sẽ phải thêm một động từ giả, đó là to be hardworking. Right? To be hardworking. Yes, my teacher advises me to be hardworking. À, thì lúc đó em phải thêm to be vào. Alright? You understand? Okay. Rồi. Thì đấy là những cái cụm mà hôm nay chúng ta vừa học được nha. Những cái cụm này khá là hay, chị cũng khá là hay ho. Now we're gonna have a small discussion about what we have studied. Rồi chúng ta sẽ hội thoại một chút về những gì mà hôm nay mình học nhé. Alright. So what is the best advice that you have ever